Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tạm hoãn xem phim 18 cộng, ông chủ tịch chui vào hang ổ của ông Thủ, dụng ý gì? Có người thì nhận xét với ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng ông chủ tịch nói riêng và các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung hầu hết là chưa trưởng thành về nhân cách. Bởi người có nhân cách lớn thì bỏ ngoài tai những lời sàm tấu vô căn cứ. Còn những bậc tiểu nhân thì mới hay soi mói những lời nói vô thưởng, vô phạt của thiên hạ khắp nơi. Hầu hết các nhà bình luận có tiếng trên trang Facebook đều cho rằng streamer Milona, tức là Nguyễn Thị Thanh Loan, cho rằng ông chủ tịch nước bị hói đầu vì xem phim 18 cộng. Chuyện nực cười là ông chủ tịch nước lại xua bộ máy chính quyền trừng phạt cô gái phát hình trực tiếp này. Cũng bởi vì hành động này mà ông chủ tịch nước bị nhiều người liệt vào hàng tiểu nhân để bụng. Và cũng vì hành động này mà có người cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc nghiền xem phim 18 cộng là có thật. Đây là hình ảnh ông chủ tịch Phúc giật mình phản ứng rất mạnh vì bị cho là xem phim 18 cộng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói câu: mình phải có thế nào thì người ta mới như thế chứ. Thì quả là ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang làm đúng lời nhận xét của ông Tổng thật. Ông chủ tịch có phản ứng như thế nào thì người dân sẽ hiểu ông có như thế đó. Theo khảo sát của tờ Thời báo .d, có hơn nửa người được khảo sát cho rằng ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có tật giật mình. Quả là một bất ngờ, bởi vì qua những bình luận của bạn đọc đã chia sẻ điều đó rất rõ ràng. Không biết ông chủ tịch nước có tật hay không mà lại giật mình. Mà cho dù có nghiền xem phim 18 cộng thì đã làm sao? Có người có ý kiến như thế: ông chủ tịch có nghiền phim 18 cộng thì cứ xem, miễn sao ông không làm gì sai trái với xã hội, với luật pháp là được, có gì phải giật mình đây? Vào ngày 29 tháng 8, ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về sân nhà của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ở tỉnh Thanh Hóa để làm việc. Có người nhận xét vui rằng ông chủ tịch nước tạm gác chuyện xem phim 18 cộng lại để lo việc công. Nghe thật buồn cười nhưng biết đâu đấy lại là sự thật thì sao? Cũng như tờ Thời báo .d đã đưa tin, những ngày gần đây, đặc biệt là gần hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoạt động rất mạnh, mục đích là lấy hình ảnh. Ai cũng biết chiếc ghế chủ tịch nước là ghế không có thực quyền, nhưng ông rất năng nổ. Đây là hình ảnh ông chủ tịch nước vào sân nhà của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhiều người đặt câu hỏi rằng ông chủ tịch nước về tỉnh nhà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính để làm gì vậy? Ông muốn bắt tay với cánh Thanh Hóa của ông Chính hay về đấy để ông soi những vấn đề của tỉnh này? Vẫn chưa biết được. Hiện cả ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đều dính vết đen khá lớn vào vụ Việt Á. Vì thế mà Vương Đình Huệ có thể có lợi thế hơn trong cuộc đua tới đây giành chiếc ghế quyền lực nhất của Đảng, đó là Tổng Bí thư. Và lúc này hai ông cần phải gác lại chuyện bóc mẽ nhau để vượt qua khó khăn thì hơn. Vì thế cũng có người nghĩ rằng chuyến về xào huyệt của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến đi tạo hình ảnh tốt đẹp chứ không moi móc những sai phạm của nhau. Nếu ông Phúc và ông Chính càng đấu, cả hai ông càng bất lợi. Ông chủ tịch nước không có khoan nói. Khi đứng trước công chúng, ông ăn nói không ra một lãnh đạo mà giống với một anh hề hơn. Tuy nhiên, về thủ đoạn chính trị thì ông chủ tịch nước là người vượt trội. Trong tình thế nhiều tiêu cực từ người vợ bủa vây ông dư sức hiểu ra ông cần phải liên minh với ai để giúp đỡ bản thân mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay hình ảnh ông Tổng nâng đỡ cho Trịnh Văn Quyết đang hiện lên ngày một rõ hơn. Đây chính là cơ hội lớn của ông chủ tịch và ông thủ tướng ra tay đánh cú đòn quyết định. Trước đây có trang Chân Dung Quyền Lực và trang Quan Làm Báo lập ra là để đánh cho sụn những quan chức dính chàm, thì đây là những cách mà ông chủ tịch Phúc và ông thủ tướng có thể bắt tay để thực hiện. Không biết hai ông này có gác qua một bên chuyện ganh đua để hướng về một đối thủ nặng ký hơn hay không. Nếu cả hai ông này không liên kết thì có thể nói các ông chẳng làm được gì ông Tổng, vì bằng chứng ông Tổng nâng cấp và nâng đỡ cho Trịnh Văn Quyết vẫn rành rành ra đó trước bản dân thiên hạ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
Đặng Thị Hoàng Yến tung đấm nặng 2,5 tỷ đô vào 3X. Ông Ba tung cước đấm sụp đế chế Tân Tạo. Bị chặn dự án nhiệt điện Kiên Lương, bà Đặng Thị Hoàng Yến biết thế nào cũng không sống nổi dưới thanh vuốt của ông bà Dũng. Và bà đã đầu tư mua quốc tịch Mỹ. Đây là nước cờ mà bà Yến tính rất chuẩn. Và thực tế là hiện nay, chính quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam không thể truy tố một công dân Mỹ được. Như tờ Thời báo.d đã phân tích ở bản tin lần trước, hai nhân vật đỡ đầu cho Tân Tạo là Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Chiết đều là những ông già yếu sức, yếu cả sức khỏe thật lẫn sức mạnh về chính trị. Trong khi đó, ông Ba Dũng vẫn đang hỗ trợ cho hai đứa con trai chiến lược với thế lực chính trị mạnh nhất hiện nay. Thế lực Nghệ An trong Trung ương Đảng cũng đang tung hoành ngang dọc. Đây là hình ảnh bà Đặng Thị Hoàng Yến. Bà Đặng Thị Hoàng Yến hận ông Nguyễn Tấn Dũng đến thấu xương, đến nỗi bà đã không tiếc tiền bỏ ra để thuê luật sư kiện ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Số tiền bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện ông Dũng lên tới 2,5 tỷ đô la. Đây được xem là cú đấm của bà Yến đấm vào gió bởi kiện mẫu cựu Thủ tướng Việt Nam mà đâm đơn lên tòa án Paris. Dù cho nó là tòa án trọng tài quốc tế thì cũng không làm gì được ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc kiện ông Dũng như thế được nhiều người đánh giá chỉ là tiền mất tật mang, vì bà Yến mất đến nhiều triệu đô la để thuê công ty luật lớn đại diện cho bà thực hiện vụ kiện. Bà vừa tốn tiền mà tập đoàn Tân Tạo của bà hiện nay tại Việt Nam lại bị quần cho tơi tả, không còn sức gượng dậy. Đây là bước đi được cho là quá sai lầm, ảnh hưởng đến tập đoàn Tân Tạo, nơi mà bà vẫn còn là chủ tịch hợp pháp. Bà kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa án quốc tế là bởi bà học theo cách mà ông Trịnh Vĩnh Bình đã làm. Thế nhưng bà quên mất một điều là khi đầu tư về Việt Nam thì ông Bình mang quốc tịch Hà Lan. Còn các vụ đầu tư của bà khi ấy, bà vẫn đang mang quốc tịch Việt Nam và là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đại biểu Quốc hội Việt Nam. Trong khi vụ kiện của bà chưa đi đến đâu thì cổ phiếu của Tân Tạo xuống đến 57% so với hồi đầu năm 2022 và đang bị nhiều cáo buộc không minh bạch từ các sàn chứng khoán. Hơn nữa, bà Yến còn bị liên đới trách nhiệm trong một vụ án lừa đảo do chồng cũ của bà gây nên, dẫn đến phía chủ đòi nợ gửi đơn ra tòa yêu cầu phán quyết bà Yến phải phá sản vì không chịu trách nhiệm trả nợ thay cho chồng 21 tỷ. Đây là hình ảnh cú đấm tỷ đô của bà Yến. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng dùng quyền lực của người đứng đầu chính phủ đã bóp bà Đặng Thị Hoàng Yến như nghiền bột. Giờ thì uy quyền đó của Nguyễn Tấn Dũng không còn nữa, nhưng sức ảnh hưởng của ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn rất lớn, lớn đến mức cả ông Trương Tấn Sang lẫn ông Nguyễn Minh Chiết vẫn không thể đỡ nổi. Ngày trước, khi còn đang đương chức thủ tướng, ông Dũng đã dùng quyền lực nhà nước đang nắm trong tay để tấn công Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Tuy nhiên, giờ đây ông Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn có thể tác động mạnh vào hệ thống công quyền để họ chèn ép Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Và thực tế là tập đoàn Tân Tạo của bà Yến này khó thoát cảnh phá sản. Đây là hình ảnh ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Ngày trước ông bà Dũng làm Thủ tướng, ngày nay ông bà Dũng nhờ được đương kim Thủ tướng chính làm thay ông. Đó là sức mạnh vô đối của ông Ba Dũng so với những lãnh đạo tứ trụ về hưu khác. Bà Đặng Thị Hoàng Yến để cảm xúc lấn át lý trí khi tung ra chiêu kiện ông làm ông cựu thủ tướng để bụng phản đòn. Cũng có người nhận xét ông Ba Dũng là con người để bụng, ông là mẫu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nên nhiều người né va chạm với ông, chỉ có bà Đặng Thị Hoàng Yến là bức xúc quá mà đâm đầu vào rắc rối với ông cựu thủ tướng này. Cũng có dư luận cho rằng nếu bà Đặng Thị Hoàng Yến không đấm vào mặt ông Dũng thì có lẽ tập đoàn Tân Tạo của bà không rơi vào tình cảnh bi đát như ngày hôm nay.